Đây là vườn atiso đây nha cả nhà. Cái atiso này là xuống giống được 3 tháng rồi. Nói chung là cây phát triển rất là tốt, lá rồi xanh mướt nè. Và nói chung là bà con nông dân của Đà Lạt thì theo cái kinh nghiệm người ta trồng atiso là để giảm bớt cái chi phí ý cho cái vấn đề mà đầu tư atiso đó. Thì bà con trồng xen canh với lại các cái loại rau màu chẳng hạn như cải thảo hoặc sú, hoặc là sú lơ đây nha cả nhà. Và cái atiso thì nó rất là khó trồng. Mặc dù là bà con phải đổi đất mới liên tục nhưng mà atiso chỉ phù hợp với những cái triền đồi, các bạn thấy không? Triền đồi dốc ngược, khi mưa xong là nước phải rút hết thì atiso mới chịu. Mà nói chung mà nếu mà trời mà không mưa thì cứ 3 ngày là chúng ta phải tưới cho atiso một lần. Và thời gian tưới tự động thì khoảng 30 phút thì cho atiso nó mới thấm được. Và khi các cái atiso mà cái bộ rễ nó khỏe thì cái cây nó mới khỏe mạnh và nó mới ra hoa, và cái chất lượng của hoa thì nó mới tốt. Mà nếu mà cây mà chất lượng thì chúng ta ít có phải sử dụng phân thuốc hóa học lắm, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Và đây là các bạn thấy không, cái vườn cải thảo nè, cho các bạn coi nè. Vườn cải thảo này là cải thảo sạch luôn á, ốc nè, ốc rồi nó sống, nó sinh sản quá chừng luôn. Nhưng mà những cái khi các bạn mua rau màu mà các bạn thấy là những cái cây rau mà nó bị sâu bọ nhiều, bằng chứng là bà con ít cái sử dụng phân thuốc lắm thì tốt cho sức khỏe ha. Các bạn cũng đừng có ham những cái rau màu mà nó bóng bẩy, nó mực quá là do người ta sử dụng phân thuốc nhiều đó. Còn cái này con sâu con ốc nó sống được thì chúng ta cũng không có lo lắng nhiều về vấn đề chất tồn dư của thuốc hóa học ha. Và sau khi mà thu hoạch cái cây rau màu này rồi á thì bà con tận dụng các cái phần lá hư, lá mà lá ủ nè, để làm phân luôn cho cây atiso. Và sau đó chúng ta sẽ lấy sử dụng luôn các cái phần rau màu này để làm phân cho cây atiso luôn. Rất là tốt nè, và nó tạo mùn cho đất đó, thì đất nó xốp thì bộ rễ nó khỏe, mà bộ rễ khỏe thì cây atiso sẽ được từ 5 đến 7 bông. Và khi cây atiso nó đã khỏe mạnh rồi thì ít phải đầu tư phân thuốc hóa học lắm. Vì vậy cây atiso rất là an toàn khi chúng ta sử dụng, không có sợ cái tỷ lệ mà thuốc tồn dư. Vì cây atiso được đông y sử dụng để làm các cái loại thuốc chữa các cái chứng bệnh về gan. Vì vậy là cây atiso cũng khi chúng ta trồng thì vấn đề phân thuốc cũng phải hết sức là nghiêm ngặt, chứ các bạn cũng không có phải lo lắng là bà con sử dụng nhiều phân thuốc hóa học đâu. Nói chung là trồng cái gì cũng vậy, phải có cái kỹ thuật, nắm được cái kỹ thuật rồi thì và những cái kinh nghiệm nữa. Nói chung là những cái hộ mà trồng atiso ở Đà Lạt thì người ta đã có thâm niên từ đời ông cha, rồi có thể là 40-50 năm cha truyền con nối rồi. Người ta rất là có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực trồng và chế biến atiso. Các bạn sử dụng muốn sử dụng các cái nguyên liệu của atiso để dùng hoặc chế biến các cái thực phẩm ăn uống gì đó thì các bạn cũng nên chọn những cái cơ sở uy tín thì không có sợ hàng kém chất lượng. Đây, cái atiso 3 tháng tuổi rồi nhưng mà các bạn thấy nó đẹp không? Xanh mượt luôn.